Hòa chung không khí khai trường sớm trên cả nước, sáng nay trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phả Đánh, huyện Kỳ Sơn cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ sáng sớm, em Kha Văn Thái ở bản Kèo Lực 3 đã được mẹ mặc cho bộ quần áo mới để dự lễ khai giảng. Năm học 2014-2015 này, Thái chính thức bước vào lớp 1. Lần đầu tiên được đến với ngôi trường mới, với bạn bè mới, Kha Văn Thái và hơn 20 bạn cùng lớp vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Em rất vui, em được gặp các bạn. Tuy thời tiết không thuận lợi, buổi lễ khai giảng vẫn được bắt đầu với đầy đủ nghi thức. Trong 5 năm học vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp cơ sở. Nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện. Năm học 2014-2015, trường có 21 lớp, trong đó có 11 lớp tiểu học, 10 lớp trung học cơ sở với tổng số 365 học sinh. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh ghi nhận và chúc mừng những thành tích nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Bước vào năm học mới, đồng chí đề nghị thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phả Đánh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của mỗi học sinh. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh đã trao quà cùng một bộ máy vi tính cho nhà trường. VNPT Nghệ An cũng trao tặng 30 chiếc chăn ấm cho các em học sinh chuẩn bị cho mùa đông tới. Phải nói là rất vinh dự được ngành giáo dục của huyện chọn làm cái trường điểm trong đợt khai giảng năm học vào sáng ngày mùng 3 tháng 9. Thầy trò của nhà trường đang càng cố gắng hơn nữa để đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2014-2015. Cũng trong ngày vui khai trường, các em học sinh, các thầy cô giáo và người dân nơi đây còn đón nhận thêm một niềm vui mới, đó là lễ khởi công xây dựng nhà bán trú cho học sinh từ nguồn tài trợ 500 triệu đồng của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 4 qua chương trình tiếp sức đến trường năm 2014. Nhà ở bán trú được đầu tư xây dựng với quy mô nhà ở cấp 4, tổng mức đầu tư là hơn 948 triệu đồng. Khi hoàn thành, công trình nhà ở bán trú sẽ là nơi ở sinh hoạt cho 80 em học sinh. Đây thực sự là niềm vui và là sự động viên khích lệ vô cùng có ý nghĩa trong năm học mới này. Bây giờ thì có cái chủ trương của Đảng, nhà nước cấp trên, đặc biệt là nhà tài trợ là xây cho cái nhà bán trú thì nhân dân và cán bộ của xã nhà là rất là phấn khởi. Chắc chắn sẽ là hứa sẽ chỉ đạo đánh đạo trong cái công tác giáo dục học tập của các em là nó tốt hơn. Năm học 2014-2015 đã chính thức bắt đầu ở một ngôi trường, một địa phương còn bao bộn bề khó khăn thiếu thốn. Nhưng cả thầy và trò nơi đây vẫn sáng lên một tinh thần học tập rèn luyện không ngừng. Và hy vọng rằng sự chuẩn bị chu đáo về tinh thần và cơ sở vật chất không chỉ Phả Đánh mà nhiều trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn sẽ bước vào năm học mới gặt hái được nhiều thành tích mới.